Sau những căng thẳng trên Biển Đông, lượng khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam có phần sụt giảm, nên việc thu hút người Việt Nam đi du lịch trong nước là một giải pháp quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt này. Đây cũng là lý do mà ngành du lịch phát động chiến dịch kích cầu du lịch nội địa với nội dung Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam được tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Sự kiện này đồng thời hưởng ứng 54 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam, ngày 9 tháng 7 năm 1960, ngày 9 tháng 7 năm 2014. Khác với mọi năm, năm nay ngành du lịch tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trong bối cảnh du lịch đang gặp những khó khăn nhất định. Đó là sự suy giảm lượng khách quốc tế ở nhiều thị trường trọng điểm. Đây cũng là lúc ngành du lịch cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của thị trường khách nội địa. Chúng tôi kêu gọi những người dân Việt Nam đi du lịch Việt Nam với cái thông điệp là người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và tập trung vào các cái điểm đến trọng điểm của Việt Nam, đặc biệt là các cái điểm đến tại các cái vùng miền núi, hải đảo và những nơi còn có nhiều khó khăn để hỗ trợ cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đồng bào ở các cái vùng miền đó. Sau lễ meeting là phần diễu hành đạp xe chào mừng ngày thành lập của ngành du lịch và phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa. Cùng với những ưu đãi hấp dẫn, hoạt động trên sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân Việt Nam.